vàng úa chiều này. Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời, tay măng trôi trên vùng tóc dài. Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này, tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo mây. Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai, tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời. Xin cho tay em còn muốt dài, xin cho cô đơn vào tuổi này. Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài, em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau. Trời xanh trong mắt em sâu, mây xuống vây quanh giọt sâu. Em xin tuổi nào còn tuổi trời hư vô, bàn tay che dấu lệ nhòa. Ôi buồn tuổi nào ngồi khóc tính đã nghìn thu, tuổi nào mơ kết mây trong sương mù. Xin chân em qua từng phiên ngả, xin mây sẽ thêm màu áo lụa. Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ. Mong chờ.
Việt Nam, những người mẹ Việt Nam, những người chị Việt Nam cần được những người cha, người anh, người con, những thành phần trong gia đình yêu mến nhiều hơn. Cái điều này á, tôi nghĩ là từ xưa tới giờ là mọi người đã đi sâu vào tiềm thức rồi, nhưng mà qua bộ phim Em Là Bà Nội Của Anh và đặc biệt là qua ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em do mình thể hiện, thì Mi Lê rất là mong muốn mọi người hãy một lần nào đó ngồi lại và suy ngẫm về những mối quan hệ trong gia đình mình, để ngày một mà càng yêu bà của mình nhiều hơn, càng yêu mẹ của mình nhiều hơn, chị của mình nhiều hơn, để mà tình cảm trong gia đình luôn là bền vững nhất.